Sửa máy ăn Tết hay gì hết? Sửa máy ăn Tết. Coi như là hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi phải không? Chạy đậu gì hết chân nữa, xong người ta rồi. Còn chiếc hai chiếc nó đậu bít luôn rồi, làm cái trạm đây luôn, thu tiền thu phí luôn. Cút chốt hả vậy? Cút chốt. Anh Phát anh gỡ cái hộp này ra, đóng bạc tay lái nè. Bạc tay lái đâu có lỏng gì đâu, nó lên xuống chừng 2 phân nè các bạn ơi. Bên đây cái chừng phân 8 à. Cái này mà mấy cái anh mà đi ta ly bờ đó gì là phải bó tay với anh Phát luôn. Gì mà cũng lấy tiền hết năm nay ha. Má này à không? Nãy sao mà nó gọn nhất. Rồi bấm lên kia ta đi Tân. Cái này là tại nó gì đúng không? Ừ. Tránh có cái lột giáp không? Lột giáp hả? Rồi cái bấm này mà bấm còn không ra đó chứ. Máy này nó còn nhìn còn đẹp lắm. Mới cắt thông tin bỏ luôn đó. Trời ơi, ai mà cắt xung quất ra sao mà gáp lại? Không có cắt bỏ luôn gáp gì nữa. Đi dướng đầu cắt luôn. Không được, bây giờ bỏ đi, bỏ đi. Mở bên đằng kia nữa, được rồi. Cắt vô đá hay vậy? Vô đá. Chắc có đá mà chỉnh gì chết rồi Phát ơi. Tình cắt thằng này nè. Ai cắt? Tình nè. Tình này cắt hả? Tình. Kia cắt đó. Vậy hả? Trời ơi cắt á, mà móng chỉ nè, có cắt á, thì làm ơn ta lấy cái cây gì ta nẹp vô đây nè, rồi ta kéo cái đèn cái thẳng. Cái này mà đi về chợ té cái này, mình mẩy xước căn cưa không. Alo. Vậy là mai mốt mình chạy đây đẳng mình lấy mình chở cái cabin về. Gáp vô cano mình chạy. Hết tình. Đây là mấy anh đi công việc mà chứ không phải máy bay thì cái này đi xịt thuốc rồi hết rồi, nhưng mà cánh máy này là cánh thành lọc nè, giao bình dầu sau là cánh thành lọc xong rồi. Trong khi anh Phát anh gửi cái ổ trục tay lái thì mình đi thông qua một vòng cái gào này, cảm nhận cái gào 07 này lớn thì các bạn ơi, 1 gram 2 gram 3 gram 4 gram 1 mét đó các bạn. Cái gạo này là khoảng chừng 400 kg á. Trước mình cẩu lên là tương đương với mấy cái máy đó các bạn, hồi trước mà hổm mình cẩu chiếc 05 như chiếc 07 lớn hơn. Hôm nay anh Phát tiến bộ ha, vô mà ở bãi này nè, trước mấy cái máy cũ được ba cái khoảng mà bà ác được phù gan, hôm nay thì có vô mở. Đây là cái máy D28 đang pha nè, máy hôm trước mình chỉnh đi sửa mấy lần nữa mà giờ chạy thì Phát là chạy ngon dữ lắm luôn, chạy ấm hiểm mà ngon lành luôn. Hôm trước thì các bạn thấy là cái bình nước nó xì phà đó thì không phải, xin lỗi, cái đó là cái kết gió nó xì phà đó, mình chưa gắn bình nước vô chạy ngon lành, tại vì ở dưới cái kia là nó giặt lắm các bạn, nếu mình gắn bình gió nhiều là nó hết trơn không xong đâu. Như là năm nay ổn hết tới vụ này. Đây các bạn nhìn là ở giữa sông luôn. Cầm máy quay lúa là nó ly ra văng sông một cái là rồi luôn đó các bạn. Giữa sông. Đang đứng là đứng giữa sông. Một chiếc ghe, chiếc phà với một chiếc ghe sắt. Chở sắt đi đâu, sắt lum cho Phát. Bắt cầu. Bắt cầu hả? Rồi đó hả? Rồi đi bắt cầu điện mà chứ đặt cho cái điện gì bắt. Rồi, dòng cái giờ hàng điện tử không mà không cho cái điện hả Phát? Hả? Hàng điện tử không mà không cho kéo hả? Rồi mà lấy cái bắt cầu thì thiện cho nó bớt á. Là không cho, dân không cho hay là gì? Dân. Sao kỳ vậy? Nhầm người quá, nhầm người ta cho. Nhiều khi cái bến người ta không cho á. Rồi. Ông chỗ bến á. Có sắp lọc rồi, sắp rồi chứ rồi. Sớm gãy chạy xe này sắp rồi biết rồi. Mà giờ hàng nhiệt sẵn luôn. Hàng nhiệt sẵn ở nhà khi xuống gáp. Mà còn hàng lan can với chặt lỗ đà.
chọt con ấy mà tao không cho, thôi nghỉ về luôn rồi bỏ luôn. Mà cầu đi. Qua tao tính tiếp. Cầu đi được ha. Cái cầu chưa có, đường nó chưa có cầu, mở cầu mới mà. Không có, mà cái cầu là đi qua xong được chưa? Chưa, mình bắt cầu mới mà. Ủa vậy là mới cái gác trụ hả? Vâng. Mà không cho gác này đi. Cũng ngộ ha. Tại tao không đi rồi. Đi bắt cầu và mà cho cầu mà bây giờ lại không cho gác là sao, cũng không hiểu luôn các bạn. Đây là mấy cái việc cầu của cái xe. Đây cabin đây, nãy giờ nhìn không thấy cabin ta. Cũng nặng lắm rồi Phát ơi. Giờ nhà dục lên đâu đi Phát ơi, đừng bỏ. Nữa có gì mình hàng lại. Để ừ. Nào vô có vô công trình mới hàng nữa. Ừ. Đi mà. Trời ơi mà cắt cái gì cũng quá ổn. Cắt căn cửa không. Nó hàng lại chặn thành. Mày lấy búa đi không? Đó hả? Đi. Phát ở sau mà cái phà nó có hai cái chỗ đó là làm gì Phát? Ở cái ông đóng phà, ông đóng cho nó hùng cái gì phá, còn hùng kia thì để gì? Hùng để gì phá. Còn bên kia bên tay trái kìa. Nhà cậu. Di động à. Trời ơi nãy là thấy thằng Tình nó đó tưởng là đóng cái chỗ đó để bình dầu không à. À giờ cái này là hiểu luôn ha. Dữ. Toilet. Đây tài lái nè các bạn. Cái này còn mình không còn tính chế tài lái thị lực nữa đó, nhưng mà giờ là có lái cơ rồi. Bao giờ cái tả lái mà cái dạng này là nó cũng có cái hình đây nha các bạn. Thứ nhất là hình lá cờ nè, con này là để hình con chim để mình biết cái bánh lái nó đang hướng về chỗ nào để mình quay nó ngược không đó. Bạn thấy không đó. Con chim quay phải thì nó lên phải, trái thì lên phải đó. Đây là cái điểm chính nè các bạn, quay qua bên nào đó, là cái hạt nó đảo về hướng đó. Nó vụ quay đây cái thường nữa cái phà nó sẽ đảo ở đây, nó quay đây thì cái phà nó đảo ở đây, giống như cái xe vậy đó. Đó nó xe cái này là kêu là phản ứng tự nhiên được nè, nó tỷ lệ thuận với cái tay lái chứ không phải là ngược ngạo nha. Có xe năng thì hơi khó lái, xe năng thì lái là lấy bánh đuôi thôi, còn mà tất cả xe với mấy cái phà này lái bình thường rất là dễ. À, cái này cũng giống xe năng nè các bạn, đánh đít nè. Nhưng mà nó không thảy như xe năng nha. Xe năng là thảy là thích thảy qua dữ lắm luôn. Còn mấy cái này là thảy nhiều như vậy. Bây giờ cái đề 30 ngày 9 vừa sửa xong rồi. Cái gì vậy? Hả thầy cho cứ lộn vụ gì vậy? Hả? Mua xe rồi. Xe gì? Cái xe mới luôn hả? Xe cũ kêu nó đi gác xe mới luôn, đi rẻ không ba mấy triệu. Xe cũ mua nhiêu? 24 triệu. 24 rồi ba mấy chơi xe mới đi mà ơi. Bởi vì mà phiên bản mới luôn. Ngày mới nó chung vỏ bọng cái diện mới thiệt. Bây giờ nè, xe cũ thứ nhất là người ta đã chạy cũ rồi, mình mang tiếng xe cũ mất giá trị. Tai nạn rồi, không biết nữa. Ừ, rồi xe cũ á nhiều khi á nó dúng sườn dúng gì chân, nhiều khi là mấy thằng chạy dữ không à. Dữ gì xe này xe độ luôn á. Xe độ luôn hả? Ừ. Thôi đừng có ham. Nè. Nếu mà tính xe độ là xe em không tính mua một cái chất lết rồi đó không? Nát. Cái xe chiếc ẹt đó. Chiếc ẹt màu hồng đó nhớ không? Hai mấy triệu, ba mấy triệu mượn mà mày không mua xe mới mày mua xe cũ nhờ mày mua ngõ à nhỏ. Phải chi cái xe giá trị, ví dụ mày mua ẹt 2010. Tại vì mình nên mua cũ, còn mình cái đời cũ xấu quá mà không. Cũ có đời mới con đẹp chết không chịu. Rồi mới đi rồi mới lấy xe sao phát chạy luôn. Đưa xe đó cho đại luôn đó thôi. Đấy mình luôn rồi. Đó. 7 triệu luôn, 7 triệu, 7 triệu. Ừ. Cặp đèn nguyên giờ này không 8 triệu rồi. Đó xe chạy rồi. Mình đã biết nó rồi như thế nào đó. Nếu hai mấy triệu với ba mấy triệu mua xe mới. Cũ 10 triệu là ta chạy ta lời. Ừ. Các bác. Cái trên lệnh hoặc là xe có giá trị á. Mua mấy chiếc đời cũ rồi mình có hy vọng mình lời, thấy không? Mấy chiếc này kinh nó rớt rồi, rớt tới đáy luôn. Không có giá luôn. Không có giá. Không, nhưng mà chiếc sau này êm. Chiếc sau này êm thôi, nó khắc phục mấy cái lỗ của chiếc trước.
nghe mấy thợ nói mấy chiếc sau nó khắc phục lỗi rồi, mấy ra đời đầu á chưa có hoàn chỉnh, cho nên làm êm thôi. Cậu thở gửi thầy chi hết, chi vệ sinh thôi không? Không, thôi thôi, để ông thợ ông gửi. Ông thợ ông gửi 2 phút rồi. Thì chết. Đây là cái bộ phận thủy lực ở đây, cái này nó giống như là cái tai ben. Không, đừng có cọ ở đây à. Không. À, có cọ cứng ở trong cái mâm dầu này. Để nó cọ mũ á. Đổ dầu cái mũ mâm dầu nha. dưới này đó phải không? Dạ. Cái bô này đập tầm 7 giờ phải không? Dạ. Rồi sao? Cái bẻ nó khổ thì lên cái mà tại sao đó mà nó bẻ kia mà nó bè giờ nó hàng chắc lớp vào đây hả? Sao phát? Hả? Sao? Có sao? Cái bô này tính sao? Đâu nữa? Cắt ra hàng lại á. Cắt sắt ra hả? Ừ. Mà tại sao cái cò bà không sao mà mẫu đâu? Ông nội đâu hả? Cắt sao đâu? Lão ổng không thay có khúc này đó hả? Không thay khúc này đó hả? Ông hạ cho chất lớn trời. Rồi phải gì là phải đem xuống ổng rồi. Mà đem xuống ổng cũng không được luôn nữa. Ừ. Rồi cái này bỏ qua đi Phát ơi, thua rồi. Ổng ra chạy hết mấy ngày. Rửa chưa? Bước hết trơn phải không? Đây là mặt bắt cả năm trước leo làm mâm nhất lại nè các bạn, đó nè tổng ngon lành rồi đó. Khó làm được không hết? Khó làm được không? Máy có tới đây đâu? Máy con phút về hả? Tới cái lý. Quá chạy này không mấy ngày chạy qua là không đi ra là không.
lý do phải sao phải hàng ba lần này. Ý là ở dưới đó một phần đó mà chạy còn hơi không nhẹ, nó chồng lên cái nó chồng lên thêm một phần hai phần. Chạy chạy nhiêu à? Hết chạy phân không? Phân miếng trên được phân dưới phân luôn. Dạ nha, rồi rồi cái gì cũng tiền nặng lắm đó. Hả? Nặng lắm đó. Thì chín mấy trăm ký không? Cái nào? Ba mấy cái này. Ô nguyên miếng luôn. Nguyên miếng là nó 700 ký, ký 19 ngàn. Từ 3 triệu mấy, 14 triệu đó. Thì trở về cắt, cắt xong rồi hàng chứ nữa. Ký 19 ngàn hả? Dạ. Cắt lên rồi mà. Nó lại nữa ai? Vì lấy tiền lấy sống là đúng rồi ha. Người ta đâu biết, người ta chỉ nói biết sắp phải đọc mình lấy nhiêu tiền thôi ha. Ở là gì? Cái gì được cho cái tiền không? Saraka, cái bộ này Saraka. Bộ này khó à. Làm hàng thì nó mới chết, bây giờ nếu mà gãi ra nó cần cho bôi xuống rồi kìa. Cô có đâu? Cô xuống nhất rồi. Không nè. Cần cho bôi xuống luôn. Nó làm khác cầm vô, dễ mà. Đúng ra là lấy đầu xeo nó vô, cho nó nghe thẳng hàng. Bẻ không? Dễ gì, không, nếu mà nó không, nó kín một cái là tẹt nước liền. Nó không xuống á, nó mạnh lắm bộ, nước bơm mà. Làm đi. Làm dấu trơn mới đục nó ra. Đây nội dung chính là nằm đây. Nên là ngồi gặp tối ngày thấy không? Má mà nó hư cái này là chết luôn, đậu không cắn nữa chứ. Rồi lên. Có đồ đạc thì xếp lên. Vậy gì là chảy ra kia vậy hả? Chảy về đi phát đi. Thổi rửa thì ta còn rửa cái cát vừa bằng cái bé thì lúc ông thải ông lại làm phải vệ sinh rồi lại chứ phải ông gì ông gỡ ra đâu. Khó cho mọi người nó lại thôi mở lên trên đi tự tử. Từ bên đó mà qua tới đó chết. Cái nhúng gì? Nếu mà nói cái cô ra từ đó đây là phải mua cái ống nhúng. Ống nhúng mới nói từ đó đó, mày đưa lên đây. Mua ống nhúng gì? Ống nhúng dài mua đâu có phát. Mua cục hơn cũng hơn. Bởi vì nói qua lên đó mua ống nhúng chắc chết. Ra giờ để xuôi đây rồi, để xuôi đây. Ờ vậy đó. Biết đâu lại à. Không có, quay lại. Quay lại rồi. Lại quay bánh hả? À quay đi. Quay qua đây rồi nửa xây này lại. Đó, rồi kéo lần sau xíu rồi. Đó. Đó, vậy không? Đó đây cái tắt đây cái rồi. Thôi tạm thời sửa vô cái cũ đi. Nó sao? Nghe chú Khải à. Qua cầu là nó khó lắm à. Có con ăn cái này để chú nói chứ. Rồi đi bộ ơi. À quên nó phát. Cái bình nhỏ có đây dưới này không? Cái bình gì? Cái bình trên cái máy cứu hỏa đó, Thành nó là bỏ dưới này hả? Có, nằm trên máy luôn á, chưa tháo ra. Dữ ta. Để mấy máy nhỏ mình bự bán rồi. Không xài bán luôn rồi. Để con về con ấy tháo đem đây cho. Ừ. À, ông đâu đem mấy hàng này hả? Có đem mấy dưới này hả? Có, sẵn là lấy cái miếng sắt không chặn của thằng của nó chịu giận luôn á. Sợ mắc cái gì? Dạ. Dột cái này rẻ hả? Hết xăng trong trên này. Lên lại nữa hả? 21, 22 gì đó. Nó mới để hết xăng còn dầu. Xăng đồ khó khăn nữa đó. Ồ, ai cũng khéo tay. Dạ con dễ đó. Dạ. Cho nên bên kia còn nó giống vác quá. Nuôi tì, nuôi tai gì đó.
Doraemon. Đó Doraemon. Đây còn mình có con kìa, trên trên miếng trên đó. Dạ. Dạ, ngồi dạ ha. Hạch biết chị. Cái máy nó khỏi chỉnh theo không? Khó, chạy được chạy. Đây hai đời sửa dịch rồi, máy đổi dịch rồi. Nó nặng, còn nặng hả? Còn nặng là sửa sơ lên. Đúng rồi. Đây này có máy nén có bột rồi nè, mày xịt mình sạch cái ta lái ra thả hậu. Hai con có phút bên này mà phút bên đó không xịt. Mình bị thì cũng bên một bên này hả? Bộ phút gọi qua luôn. Nhớ dây này đâu có tới nữa. Cái này chơi lại cái ta lái nằm đây đã lắm. Nhiều cái chiếc ta lên á. Dạ. Nửa thôi rồi. Cái này như nó không kịp á. Chiều chạy về đây mà cái mô á. Cái mô làm rồi đây có gì cũng bút thà ra được. Lá xịt kia luôn. Cái máy nén nước mà nó không có cái bầu hơi, nó dĩ nó phát. Bầu như là hơi hả? Nó có cái bình cần cầu trên chứ, thấy không? Mà cái máy này nó không có cái bình là nó dĩ đó. Ghét không? Nó bị thủng. Mỗi nó một dần khe hả nha. Trời. Em bỏng với cậu Nguyễn à. Chị khen em đẹp gái này. Cái này mà không xài ống nhúng không xài được ra nhảy ra. Chạy xuống. Nó nằm vậy là phải xài ống nhúng á. Cậu phải đi mua ống nhúng đi. Một thước có một thước năm. Thước nữa à. Phải đi mua ống nhúng đi giặt đó làm cho. Coi cổ nhiều. Mấy cái ra có hả? Thức kẹp kìa, thức kẹp có chưa? Chưa, có tiêu rồi. Trời đất ơi. Để cho con mất rồi. Mới vậy. Nó phải bầu, bầu lại, nó bầu lại. Bầu lại. Bầu lại đây nè. Bầu cái này thứ 1 rồi nè. Còn chừng nữa, đây là mình gọc cái cảnh lên đây. Đây nè, gọc lên đây. Phải mua từ 1 phút 5. Còn mấy hai ống nối lại. Ông nhúng mới chịu nổi. Thủ nó mới khó đó. Thủ khó. Không nhiều quá. Coi nữa ông chỉnh lắc cho nó bớt tối rồi. Còn lắng thử gọn đời thử mua mới rồi. Phát đâu. Rồi đợi hai gái qua ai muốn thầy sao. Ta bỏ nhà không ơi. À, bỏ nhà có ý gì? Rồi bệnh đây không bỏ cũng bỏ có chỗ nơi rồi Hoàng. Cái gì nữa làm cho đợi nhớ nữa, bữa nay là 27 Tết rồi.
cái tranh thủ làm thôi các bạn ơi, không xong nữa đồ táo lả chân là dừng ngay các bạn, tiến hành thôi.